Mà bạch thầy cũng nghe, chào tất cả các bạn. Thực ra thì con nghe thầy nói thì con cũng rất là tự dân mình, là mình thấy là mình là một cái người mà cũng ít đến nhà chùa tu tập, nhưng tự bản thân mình cũng đã tự gọi là như tu tại gia á, mình luôn luôn làm những điều thiện, điều lành, điều tốt mà chưa bao giờ gây một cái hại cho ai, mặc dù người ta hại mình. Thế nhưng ngồi cạnh đây thì con có một bạn, bạn ngồi cạnh con và bạn có chia sẻ như này mà con thì con cũng thấy đúng. Bạn nói rằng là bạn là người mà thường thường khi mà thắp hương ấy thì bạn cũng đi nghe tu, và bạn cũng không bao giờ hóa vàng, đốt vàng cho họ hàng nhà mình nữa. Và bạn cũng đã từng quy tại chùa của mình, ở chùa Ba Vàng đây ạ. Nhưng sau 2 năm đó thì bạn lên đây thì tự nhiên có một người nói với bạn, tức là bà cô của bạn hiện về và có nói rằng là ý như là kêu đói khổ, mà sau 2 năm nay mày không hóa vàng, mày không đốt vàng cho tao. Thế thì chính bạn cũng đang rất lăn tăn rằng là vì bạn nghe được cũng là nhà chùa nói và bạn về vẫn không hóa vàng, nhưng sau 2 năm bạn lại cũng lại như bà cô tổ về và nhắc bạn, thì bạn cũng đang muốn hỏi sư thầy là cái việc đó là đúng hay sai, và thành ra là bạn về bạn lại tiếp tục hóa vàng. Đấy là một chuyện của bạn. Nhưng đồng thời con cũng muốn nói thật như thế này, con cũng không hiểu làm sao mà nhiều khi con cũng đi đến những chỗ theo các bạn đi đến xem bói, con nói thật. Nhưng con thì rất vững tin là việc con nghe xem là không bao giờ con về con mất tiền, nhưng con rất muốn rằng là vì làm sao khi đứng trước các thầy nói đúng lắm ạ, rất đúng, không sai một tí nào. Và cũng có một câu dọa là như này, nếu mà không làm một cái lễ như thế về, thậm chí là con mình sẽ chết, thì nghe người mẹ đẻ như thế cũng sợ lắm. Nhưng mà con bạch thầy là con cứ về là con cũng chỉ tâm niệm mà con lễ Phật thôi. Nhưng con có người bạn đi xem mà thầy nhà không giàu mà phải đi vay 100 triệu để đi làm một cái lễ như thế. Và con cũng đi theo người ta đến một cái lễ mà để mà nói tên ra thì cái người này rất nổi tiếng ở trong cộng đồng nhà mình đây là thầy Đồng Anh ấy ạ. Phải nói con đến đấy nhá, phải không biết bao nhiêu các đệ tử, có người 100 triệu, có người 400 triệu. Thì được, con muốn hỏi thầy là hôm nay là bạch thầy là những cái chuyện như thế là có gì, là nếu mà mình không làm cái lễ như thế thì có gì là sai không ạ? Ở đây chị Thanh Hải á cũng hỏi về cái việc đốt vàng mã, thì thầy một lần nữa thầy cũng chia sẻ để cho anh chị em trong ngành làm đẹp chúng ta biết là đốt vàng mã cũng không đúng với tinh thần đạo Phật. Và người âm thực ra họ không dùng được vàng mã tí nào cả. Đó, anh chị em phải nhớ. Bây giờ thầy cũng nói thế này, vàng mã ở đâu đốt? Loanh quanh thì chỉ có Việt Nam mình với anh Tàu, với anh Đài Loan đốt thôi, với anh Thái Lan mới ít thôi. Thế còn Mỹ, châu Âu có nước nào nó đốt vàng mã đâu? Thế thầy nói vui thế thì hóa ra ông bà tiên tổ của cái châu Mỹ, châu Âu đấy là toàn ở chuồng hết à? Đúng không? Làm gì có quần áo đâu, có đốt quần áo đâu. Thầy nói vui, có phải không? Thế các cụ ở bên đấy là tông nhồng hết. Thì có mỗi các cụ Việt Nam nhà mình có áo, có quần, có tiền tiêu. Các cụ bên kia là đói khổ hết. Chắc là mấy cái cụ tiên tổ ở bên Mỹ, bên châu Âu phải sang Việt Nam ăn mày các cụ Việt Nam nhà mình. Thì họ chả có con cái đốt tiền bạc quần áo gì cả. Chúng ta thấy không, cái tục đốt vàng mã nó có phải là cả thế giới đâu, chỉ có vài cái nước châu Á mình thôi, mà nó bắt xuất phát từ anh Tàu hết đấy nhá. Anh chị em nhớ chưa nào? Câu chuyện này thì nó hơi dài, thầy có một cái bài viết tí nữa thì thầy đề nghị ông anh em ban tổ chức ông Trung nhá, Đức Anh nữa, tặng cho các anh các chị cái bài đốt vàng mã nên hay không đấy nhá, để cho anh chị em hiểu thêm. Cái này là xuất phát từ anh Tàu, anh Tàu anh đô hộ mình rồi chúng ta nhiễm luôn cái này, bây giờ trở thành ngành kinh doanh vàng mã, phải không? Ngành đấy, kinh doanh vàng mã, sản xuất vàng mã. Thầy cũng có một anh làm sản xuất vàng mã ở Hàn Quốc đấy. Thầy bảo thế cậu hàng năm có nhận được Diêm Vương lên đây đặt hàng là năm nay in tiền gì không? Nó bảo năm gì có Diêm Vương nào lên, ông cứ trêu tôi. Mình thích tiền nào mình in tiền đấy. Bây giờ đô la nó giá trị thì mình in đô la, mai mốt có khi in euro, in bảng Anh ví dụ thế đấy. Thế là hoàn toàn người mình nghĩ ra rồi, bắt âm phủ phải theo mình. Nhưng mà chẳng biết âm phủ người ta có dùng hay không.
Đấy, đây, đây anh em thấy đây, áo quần mình đốt cho áo quần mã cho ta đấy, cúc cũng chả có, phải không? Không có phép mang tia tiếc gì cả, thế đấy làm sao? Thế rồi đốt ô tô thì chả đốt xăng, không đốt bằng lái. Các cụ xuống đấy là lái xe không có bằng, công an nó tít còi. Thế rồi đốt cả máy bay nữa, các cụ nhà mình còn chưa được ngồi máy bay, giờ đốt máy bay cho các cụ thì các cụ cứ để trông máy bay thì chết rồi. Đấy, thế thế thầy mới nói là nó toàn là cái mình tưởng tượng. Đấy là gọi là người trần tưởng tượng bắt người âm, nhưng mà người âm thì chẳng dùng được nhá. Cho nên thầy nói để cho chị này chị biết là cái việc đốt vàng mã là không đúng một chút nào, không lợi ích một chút nào cho người chết cả. Các nhà ngoại cảm cũng từng nói thầy, thế chẳng người âm chả ai tiêu đến vàng mã tiền cả. Âm phủ không có ngân hàng, không có chợ như chúng ta, họ không có chợ đâu. Mặc dù Hà Nội có cái chợ âm phủ bây giờ không biết còn không, nhưng mà âm phủ là không có chợ, không họp chợ, không có ngân hàng, không đi chợ, không buôn bán nha. Cái đó là chúng ta tưởng tượng, rồi chúng ta nghĩ là người âm người ta cũng thế, cái đó không phải nhá. Thế thì tại sao mà bạn chị này lại nói là có bà cô về nhập về bảo phải đói khổ rồi phải sao không đốt vàng mã cho tao? Thực ra thầy nói thế này này, do cái tập tục chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đốt vàng mã, cho nên có một số vong linh họ quen với cái này, họ nghĩ, họ tưởng đốt cho mình vàng mã thế là mình sẽ được, hiểu không? Họ nghĩ thế cho nên những vong linh này còn bị trong tâm tưởng nặng cái tập tục này. Thế họ nghĩ là không đốt cho họ là họ thiếu, mặc dù đốt họ cũng chả dùng được, họ cũng chả được cái gì, nhưng họ nghĩ thế nhé. Thứ nữa là những cái vong linh này là thường là vong linh đói khổ, ma đói ma khát, không phải bà cô nhà chị đâu, không phải bà cô đâu, mà vong linh đói khát nó vào đấy, hiểu không? Nó vào mà mình nghe theo nó là mình phải làm, và cuối cùng nó dẫn mình vào những cái linh tinh. Thầy đã gặp rất nhiều những vong ma, vong cỏ, vong đói vong khát ở các đền các phủ đấy, họ hay tụ vạ đấy, mình đến cái họ nhập vào. Nè, nên thầy có một cái cháu bé mà nó trước khi nó lấy chồng người Trung Quốc này thì nó đi đến một cái điện lễ xong cái về, thế là nó bị nhập vào là ngồi hút thuốc sòng sọc, hút thuốc lào sòng sọc luôn, con gái mà hút thuốc. Thế nhà nó sợ quá, cuối cùng đưa lên chùa, thầy mới thỉnh ra hóa ra nó là cái vong, cái người chết tai nạn, nó luẩn quẩn ở cái điện đấy, thế là nó nhập vào đấy, thỉnh nó ra thế là hết. Thế nó cũng về nó phán đủ thứ lung tung hết cả, nhà cũng loạn hết cả lên đấy nhá. Cho nên thầy nói những cái vong ấy không phải đâu nhá, cho nên là chúng ta phải nghe nó chính lý, gọi là chính kiến đầy đủ. Đốt vàng mã không có lợi ích gì cả, nghe không? Không được chút lợi ích gì cho ai cả. Thế còn chúng ta thì ở đây thì thầy vẫn nói là thầy không cấm. Chúng ta có thể gọi là đốt một chút cho nó gọi là ấm thôi, chứ nó không phải là thực sự được lợi ích. Nhưng chúng ta phải hiểu không nên cần đốt, thiết đốt vàng mã nhé. Thế còn cái chuyện mà đi xem thầy bói như chị Thanh Hải nói đấy, người ta xem đúng, cái chuyện đấy là chuyện bình thường, cái nghề của thầy bói. Và thường các cái điện của các thầy bói thường có các cái vong ma, vong quỷ nó gá ở đấy, nó cũng nhập vào. Thầy vong quỷ, vong ma nó biết được quá khứ của mình và có thể biết trước tương lai một chút thôi, cho nên nó nói về quá khứ nhiều cái rất là đúng. Nghe không? Nhập vào nó nói đúng. Khi mà nó nói, đã nói đúng thì chúng ta ai cũng tin. Nghe không? Khi tin rồi thì nó bảo tương lai phải làm thế này thế kia, phải nghe hết. Vì nó nói quá khứ mà đúng là mình tin ngay. Đấy, cho nên cái đó là cái rất nguy hiểm. Nhưng các thầy thì biết chắc nó ở đấy có những cái vong ma, vong quỷ. Nó vong ma quỷ, nó đói khát, nó tụ vạ đấy, có thể nó nhập vào, nó gá luôn vào cái vị thầy bói, thầy tướng đó, để nó phán cho mình. Cái chuyện đấy thầy biết chứ không phải không biết nha. Chứ không phải là thánh thần tiên Phật gì đâu, mà mình nghe nó, khi mà nghe rồi là lệ thuộc vào nó đấy, thì nó mới bắt bày những cái đàn lễ khủng khiếp như vậy. Và khi mình lệ thuộc rồi thì nó sai bảo gì mình phải nhất nhất tuân theo. Đó, ma quỷ nó rất thích có người hầu, người hạ, người theo. Tâm lý nó như thế, chứ nó không phải như Phật dạy cho mình sáng tỏ chân lý, mình thấy đúng sự thật đâu. Đấy, cho nên thầy nói đấy, các chị đừng có nghe các vị đấy, nghe rồi mà tai họa vẫn xảy ra. Mà khi nghe rồi các chị mà làm đến lúc vẫn xảy ra, nó bảo tại mày làm mà không thành tâm. Thế là mình làm biết thế nào? Tiền thì mất, tật thì nay mang, hiểu không? Mà biết thế nào là thành tâm. Thế còn ấy, Phật thì dạy cho mình rõ ràng cách tu tập chuyển tâm và chuyển nghiệp của mình,
chuyển nghiệp là chuyển tai họa. Và ở đây thầy đã xử lý nhiều nhiều trường hợp sau khi đi xem thầy bói về bị sợ quá rồi. Đến đây tu tập chuyển hóa không có vấn đề gì cả nhé. Cho nên các chị nghe lời thầy đi, không phải bị nặng về cái vì các cái thầy bói giờ thì họ đấy, như cái thầy bói bảo là mày phải đến ngủ với tao đấy, không thì là mày là vợ chồng mày là lấy nhau là sẽ vỡ đấy. Thầy bói bất dạy thế đấy, tệ đấy, đấy nha. Rồi có thể trên nhiều lĩnh vực nha. Vâng, con bạch thầy, lúc ấy thì con nghe thầy giảng thì con hiểu, như tại vì là trong con giới thiệu con là Vũ Thanh Hải ạ. À, con nhà con hiện tại con là phó chủ tịch Liên Spa Thẩm mỹ Việt Nam, nhưng trong nhà con thì cũng kinh doanh nghề thẩm mỹ ạ. Thì thực sự là con cũng có một lần con được nghe một sư nói với con như thế này, chúng ta con cứ lăn tăn, mà hôm nay con nghe thầy giảng thì con cũng thấy là yên tâm. Người ta nói là sư thầy có nói con rằng là trời Phật sinh ra ta hình hài như thế nào nên để như thế, còn nếu mà thay đổi lại tướng số nhiều quá thì nó gọi là như là có một gì đó bản thân cái người gia chủ làm ạ thì cũng sẽ không tốt. Thực ra là con cũng cứ đang lăn tăn và con cũng suy nghĩ nhiều lắm ạ. Thế thì hôm nay con bạch thầy, con được nghe thầy giảng thì con thấy rằng là nếu sinh ra mà chưa được hoàn chỉnh thì có thể là thay đổi được. Thì con nghĩ rằng là cái nghề của nhà con thì cũng không có vấn đề gì phải không hả thầy? Thì con cũng bạch thầy để con hỏi thầy ạ. Rồi, này chúng nghe chị Thanh Hải hỏi rõ chưa? Chị Thanh Hải là cũng nghe một thầy nói là trời sinh ra mình tướng mạo thế nào cũng để nguyên như thế. Thế mình thay đổi nhiều thì không tốt. Mà cái người mà làm cái nghề này là chắc là bị gánh, gánh quả báo. Thì như vừa nãy thầy đã chia sẻ với anh chị em đấy, nghe không? Thực ra cái tướng của chúng ta khi cha mẹ sinh ra vào nó là như vậy. Còn từ khi sinh ra đến khi chúng ta lớn lên, chúng ta thấy tướng mình cũng thay đổi rồi mà. Từ một cái anh gầy còm nhom mà anh tập thể hình một thời gian anh thành lực sĩ luôn. Chúng ta thấy thay đổi không? Thay đổi luôn. Nào, và hàng ngày chúng ta thực sự chúng ta cũng đang làm cho mình đẹp đấy, là đang làm thay đổi đấy. Nghe không? Đó. Cho nên cái việc làm đẹp thầy đã nói là hoàn toàn là chân chính, không có gì, không có gì là xấu, không có gì là tội lỗi trong đấy cả. Không gì tội lỗi. Và cái người, cái nghề làm đẹp không có tội lỗi, không bị quả báo gì cả. Nghe không? Chúng ta làm với lương tâm trách nhiệm và giúp cho người ta, thực sự thầy nói là rất nhân văn. Những cái người mà người ta sinh ra kiếp này thân tướng không được hoàn thiện, người ta rất khổ tâm, nghe không? Anh mình, em mình mà có một người xấu xí như thế, mình thấy cũng khổ, thiệt phận lắm chứ. Thế thì chính ngành làm đẹp là rất, thầy nói rất nhân văn, giúp cho những người đấy họ bớt khổ, họ bớt những cái tủi phận. Đấy là cái nhân văn rất tốt. Chỉ có vấn đề chúng ta làm sao thật đúng lương tâm trách nhiệm khi mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đấy, thầy nói như lúc nãy thầy nói. Và thêm cái nữa là không chỉ làm đẹp hình thể, chúng ta giúp cho người ta đẹp cả về đạo đức, về tâm hồn nữa. Chúng ta phải biết thêm cái đó thì nó rất là đầy đủ, rất tốt nhé. Không có bị cái quả báo gì cả. Chị Thanh Hải nhé, nhé. Yên tâm đi cho thầy nha. Rồi. Tiếp theo. Bạn nào ưu tiên những cái tay phía dưới đi. Ở phía dưới đi. Phía dưới nha. Anh chị em có thể hỏi rất là thoải mái nha. Vâng ạ, con kính thầy, thưa toàn đoàn, cơ hội mà mình đặt câu hỏi trực tiếp này rất là hiếm có đấy ạ. Nhiều, rất nhiều Phật tử gửi câu hỏi về mà thầy rất là bận, thầy chưa thể trả lời hết, nên hôm nay là đoàn chúng ta có rất có nhân duyên. Không thể được gặp thầy đâu nha. Rồi xin mời em. A Di Đà Phật, con bạch thầy ạ. Câu hỏi của con sau đây thì không có liên quan gì đến sức khỏe hay sắc đẹp, vâng ạ, ngành làm đẹp ạ. Mà con có một câu hỏi muốn thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Vì con cũng xem rất là nhiều video của thầy trên mạng, và con cũng rất là muốn để được gặp thầy, và hôm nay con có nhân duyên được gặp thầy. Con bạch thầy là con người bên đạo Phật, lấy chồng theo đạo Thiên Chúa đã 20 năm nay. Thì con không theo đạo Thiên Chúa. Thì có rất nhiều, mọi người nói rất nhiều là con lấy chồng con phải theo chồng.
không thì cuộc sống sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và không tốt, thì xin thầy hoan hỷ giải thích cho con để con được yên tâm ạ. Một bạn không nêu tên, thôi được thầy nghĩ là cũng giữ cho bạn đấy. Bạn hỏi là bạn ấy là người theo đạo Phật nhưng mà duyên thì lấy chồng bên Công giáo, nhưng bạn thì vẫn giữ cái niềm tin của mình và đi theo đạo Phật, không đi theo bên Công giáo, thì bạn gặp khó khăn. Thế bây giờ thì hỏi thầy là muốn thầy chia sẻ phải không? Thế nào? Thực ra về mặt quyền ấy, thì chúng ta biết ấy, luật của nước Việt Nam chúng ta và hiến pháp của chúng ta đều tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Chúng ta biết thế này, các tôn giáo là đều phải đến sau khi có con người. Khi có, đầu tiên có con người chưa có gì tôn giáo cả. Và tôn giáo là sau này. Nó xuất hiện vì những cái nhu cầu của con người. Chúng ta chưa hiểu biết về thế giới. Chúng ta muốn liên kết, muốn cộng đồng với nhau. Xong dần dần tất cả những cái đó thì nó sẽ xuất hiện tôn giáo. Còn đạo Phật ở đây thầy nói một chút về đạo Phật. Đạo Phật thưa anh chị em có thể không gọi là tôn giáo cũng được. Đạo Phật lại hết sức là thực tế. Nó là bản chất từ cuộc sống mà ra. Đấy, chứ nó không phải chỉ là niềm tin không đâu. Đạo Phật mình đấy, gọi là tôn giáo thì cũng được, mà không phải tôn giáo cũng được. Thế riêng chỗ này thì bạn này thì bạn ấy là người theo đạo Phật mà lại cái duyên lấy chồng bên Công giáo, thì quả nhiên thầy biết ấy, trong cuộc sống vợ chồng mà hai người có niềm tin khác nhau thì nó có cái khó khăn nha. Nó có cái khó khăn. Nếu mà nó cùng một đức tin, cùng một tôn giáo thì rất là tốt. Còn hai người có niềm tin khác nhau thì nó có cái khó khăn con ạ. Nó sẽ có khó khăn nhất định. Bây giờ vấn đề là giữa hai bạn truyền thông với nhau thế nào thôi. Vào, thôi tôn trọng, anh theo tôn giáo này, em theo tôn giáo kia, nhưng tôn trọng nhau, không nói xấu nhau, không công kích nhau. Nghe không? Và thầy nghĩ thế này, đã là vợ chồng thì nên chia sẻ niềm tin tôn giáo với nhau. Và nếu con tìm hiểu được đạo Phật, con chia sẻ với anh ấy, đạo Phật của em thế này anh ạ. Đức Phật dạy thế này, Đức Phật dạy là theo em biết là không phải là có một đấng sáng tạo nào tạo ra tất cả con người và ban số phận cho chúng ta đâu. Mà Đức Phật dạy là mỗi chúng sinh là chủ nhân nghiệp của mình, tạo ra nghiệp và tạo ra số phận của chính mình. Vì bên Công giáo thì người ta nói là Chúa Trời sinh ra tất cả và an bài số phận cho tất cả. Nó có khác nhau chỗ đấy. Nghe không? Đấy, thì con có thể chia sẻ với chồng như thế. Và biết đâu anh nghe được cái con mà nghe những băng thầy giảng rồi con hiểu sâu sắc rồi con chia sẻ. Cuối cùng là anh ấy lại nghiêng theo con. Mặc dù anh về hình thức anh vẫn là đi theo Công giáo. Nhưng mà tâm anh là anh phải nghe chứ. Người ta gọi là sự thật mà. Sự thật thì trước sau gì người ta cũng phải chấp nhận, phải tôn trọng nó. Nó là sự thật. Và thầy nói đạo Phật là sự thật. Đạo Phật là chân lý. Cho nên là đối với đạo Phật thì không có ngại một cái gì cả. Đạo Phật nó nói lên sự thật. Đấy, cho nên là con cứ dũng cảm. Thầy nghĩ là với cái tâm của con á, nha, con chịu khó học Phật Pháp thêm, hiểu sâu Phật Pháp vào thì biết đâu con lại chuyển được anh ấy. Nghe không? Thôi chỉ cần anh chuyển tâm thôi, không cần anh chuyển tướng là bỏ bên Công giáo đi theo mình. Miễn là anh hoan hỷ và anh nghe lời được Phật nữa. Ở đây Chùa Ba Vàng, bản thân thầy Thái Minh cũng đã rất nhiều các tín đồ bên Công giáo họ sang đây và họ đi quy Phật luôn. Đấy, thầy đã quy Phật cho cả một cái vị cũng rất là toàn tòng lâu đời đi theo Công giáo. Và vị cả nhà, cả họ, vị giờ chuyển đi quy theo Phật hết. Chuyện nó rất bình thường nhé. Thế thì cái này thì khi mà hai người cái truyền thông với nhau chưa tốt ấy, thì con cũng phải tự mình nỗ lực lên nhé, tìm hiểu đạo Phật sâu sắc nữa vào. Nắm chắc vào, nghe không? Thế rồi mình mới có thể chia sẻ với anh ấy được nhé. Thế còn trong lúc mà hai người vẫn chưa thì mình thôi tôn trọng nhau, giữ cái tôn trọng, nghe không? Đấy, thế còn sau này cái này giáo dục con nữa đấy. Còn đến vấn đề giáo dục của con nữa, con là chung mà. Đấy, thì để xem con nó đi theo bên nào. Con muốn con đi theo Phật thì phải dẫn nó đi chùa nhiều vào cho nó nghe băng các băng thầy giảng nhiều vào, nó sẽ mến theo Phật nhá. Đấy, thì thầy cũng đã gặp những cái cặp đôi như thế mà hai vợ chồng khác tôn giáo nhưng mà cũng họ vẫn chung sống hòa bình vui vẻ đến tận cuối đời, không có vấn đề gì cả nhé. Thì cái này con phải khéo léo tí. Rồi, thầy chúc vợ chồng con hạnh phúc.
Đây, xin mời. Đây, ông thầy là có anh định là câu hỏi. Vâng ạ, con chào thầy. Pháp danh của con là Nhuận Trí Thành ạ. Và được cơ duyên là mà cô Đỗ Thị Diệu Hoa đã đưa con tới về đạo Phật. Thì ngày hôm nay đại diện con muốn hỏi một vấn đề mà trong thời gian vừa qua, về công việc của con thì làm về sự kiện và truyền thông, và được biết rằng là trong thời gian vừa qua việc dâng sao giải hạn rất là nhiều người có rất nhiều ý kiến trái chiều. Thì ngày hôm nay con mượn chương trình ngày hôm nay cũng mong muốn là thầy có thể giải thích rõ hơn về cái vấn đề này. Và bởi vì trong lĩnh vực về làm đẹp cũng rất là nhiều người cũng đã và từng đã và đang làm về những cái chương trình cũng như là đã từng đi dâng sao giải hạn, và bản thân con cũng đã rất nhiều lần muốn hỏi kỹ lưỡng hơn để có thể có những câu giải thích một cách rõ ràng nhất trong ngày hôm nay. Vâng ạ. Rồi. Bạn Nhuận Trí Thành tức là một Phật tử đã có pháp danh rồi, hôm nay bạn hỏi về cái chuyện dâng sao giải hạn. Thì cái dâng sao giải hạn này thầy Thái Minh cũng có nhiều clip thầy nói về vấn đề này rồi. Thì hôm nay bạn Nhuận Trí Thành muốn hỏi tại đây để cho anh em, anh chị em trong ngành làm đẹp chúng ta được biết quan điểm rõ ràng của quý thầy nha. Thì thứ nhất ấy, thầy nói là cái dâng sao giải hạn ấy nó không có trong Phật giáo, không phải là các cái nghi thức của đạo Phật, mà cái này là họ mượn của các cái đạo khác, ví dụ như bên lão giáo đấy. Thì chúng ta biết là Phật giáo đến với Việt Nam là được hơn 2.000 năm, và khi đến với Việt Nam á, thì tiếp sau đó là nó có những cái tiếp biến văn hóa giao thoa với văn hóa của bên Trung Hoa. Trung Hoa thì có hai cái tôn giáo lớn, đó là lão giáo và khổng giáo. Đó, thì chúng ta là phải dung hòa khi mà Phật giáo đến Việt Nam. Thế thì đặc biệt nhất là thiền phái Trúc Lâm á, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của các thầy ấy, thì là kết hợp ấy, gọi là tam giáo đồng nguyên, tìm ra những cái chung nhất của hai cái tôn giáo kia với đạo Phật để dung hợp vào trong Phật giáo. Nên thì cho nên chúng ta thấy là có nhiều cái đúng nguyên thủy Phật giáo thì nó không có, nhưng mà khi về Việt Nam thì nó thêm vào. Ví dụ trong chùa có thêm nhà thờ mẫu, có thêm nhà thờ thánh, ví dụ thế, Đức Thánh Trần đấy, những cái đó. Thế nó gọi là những cái dung hợp. Thế thì cái nghi lễ dâng sao giải hạn ấy thì thực chất thì không có trong đạo Phật. Thế và nếu mà cái nội dung của dâng sao giải hạn nghĩa là năm nay tôi bị sao này chiếu không tốt, ví dụ sao La Hầu hay sao Thái Bạch, à, ví dụ này khác, vào năm ấy là sao độc, sao không tốt, thì chúng ta đi lễ để dâng sao và cắt sao để giải cái hạn của cái sao ấy đi. Thế thì cái này nó xét về mặt đứng trên góc độ chân lý mà xét thì nó có đúng không? Thì chúng ta thấy là nó không đúng. Cái hoạn nạn hay mình gọi là hạn của chúng ta, trong cuộc đời thì chúng ta ai cũng có hoạn nạn cả, hay có gặp hạn cả. Và những năm vận năm hạn thường nó hay biểu hiện ra, các cụ thường nói 49 chưa qua, 53 đã tới đấy. Thì đúng, cái chu kỳ của con người nó có chu kỳ sức khỏe, chu kỳ trí tuệ và chu kỳ về tình cảm. Khi mà chúng ta biết ấy, các nhà khoa học ta phân tích ấy, những cái chu kỳ này mà họ nó giao thoa với nhau thì chúng ta thường xảy ra những cái sự cố. À, khi mà nó ở cái những cái mức thấp là sinh ra sự cố. Thế thì những cái năm 49, 53 đúng là những cái năm mà hay xảy ra cái vận hạn với chúng ta. Thì theo nhà Phật, cái nhìn của nhà Phật thì biết rằng nhân và quả nó vận hành, và quả nó trổ ra nó có chu kỳ. Cũng giống như ta trồng chuối thì mấy tháng sau thì được ăn quả, trồng na thì phải mấy năm sau mới được ăn. Nên các cụ mới dạy nhau là trẻ thì trồng na, già mới trồng chuối. Chuối nó nhanh có quả, nhanh được ăn, na thì nó lâu. Thế thì mình biết được cái chu kỳ ra quả, thì con người chúng ta cũng có chu kỳ trổ quả báo. Mà quả báo xấu xảy ra thì gọi là hoạn nạn. Thế thì hoạn nạn của chúng ta hoàn toàn là do nhân quả gây ra. Ví dụ kiếp trước ta gây những cái nhân như thế này, và kiếp trước ta bất hiếu với cha mẹ, đánh đập cha mẹ, kiếp này nó sẽ trổ ra cái quả vào cái năm tháng này, sẽ trổ ra quả phải bị cái tai nạn này. Đó. Hay là kiếp trước mà ta sát sinh nhiều quá,
kiếp này nó trổ ra cái quả báo này. Nghe không? Hay kiếp trước ta cũng làm nghề làm đẹp, nhưng mà ta lại làm đẹp đúng cho cái cô mà tình nhân của chồng mình. Thế là cho mày xấu luôn. Ví dụ thế. Thấy không? Khách hàng này vớ đâu đúng cô tình nhân chồng mình, phát hiện ra, thế là cho mày xấu luôn. Nghe không? Không đẹp nữa mà xấu luôn. Thì kiếp này ta bị quả báo nó sẽ trổ ra một kỳ, một tự nhiên mặt mình làm sao nó sưng húp lên nữa, là mình không biết được cái hạn. Vậy thì ở đây thầy nói là họa hạn hoàn toàn là do nhân quả chi phối, không có cái sao nào chi phối cái đấy cả, anh chị em ạ. Không có sao nào. Mặc dù thầy nói ví dụ, nói là cái ngôi sao nào đó trên trời đi, hay là ngôi sao này ngôi sao cho chúng ta đặt ra, không có ngôi sao nào quyết định cái vận hạn của chúng ta cả. Đây là sự thật. Chúng ta nhớ hoàn toàn cuộc đời chúng ta vận hành theo nhân quả. Cuộc đời chúng ta giống như dòng sông đấy, anh chị em tưởng tượng nó giống như dòng sông đó. Dòng sông mà cái khúc trên này ta quậy nó đục lên thì nước nó bẩn, nó sẽ trôi một đoạn sau phải bị bẩn. Trôi xong đến lúc không quậy nữa thì nó lắng xuống, thì đoạn sau nữa mới lại trong. Cũng thế, đời chúng ta luôn luôn là một chuỗi nhân quả liên tục. Đó. Quả tốt trổ ra thì chúng ta gặp may, thành công. Quả xấu trổ ra chúng ta gọi là tai họa, nào hạn, gặp nạn. Đấy là nhân quả đấy thưa đại chúng, thưa với anh chị em. Không có cái gì ngoài nhân và quả cả. Các cái xã hội này, đấy nó đều vận hành theo nhân và quả. Cho nên luật nhân quả nghiệp báo nó chi phối tất cả mỗi cá nhân chúng ta suốt cả cuộc đời luôn. Thế thì chúng ta đây là sao? Phật dạy có cái hay là thế này. Chúng ta tạo ra nhân quả, chúng ta gọi là tạo ra nghiệp, là chủ nhân của cái nghiệp ấy. Nghe không? Và chúng ta lại thừa kế cái gia sản cái nghiệp ấy. Nghe không? Đấy. Vậy thầy nói ví dụ chúng ta là người sinh ra con, vợ chồng đẻ ra con, là chủ nhân, mình sinh ra con, mình tạo ra con. Thế thì con mình sau đó mình lại thừa hưởng tất cả thành quả của con mình. Nó hay, nó dở, nên người hay là nó hỏng đời nó, mình phải gánh hết, cũng phải gánh. Đấy, nhân quả nó cũng thế đấy. Thế thì nhân quả chúng ta cũng là người tạo ra nhân. À, kiếp này ta tu nhân tích đức, ta sống tốt, ta giúp đỡ yêu thương mọi người, ta làm thật sự với cái tâm chân thành, làm đem lợi cho người, đấy là cái nhân tốt. Thì nó sẽ tạo ra, sau này mình sẽ được hưởng cái quả tốt là chắc chắn. Và anh chị em nhớ là nhân quả ở đây nó xuyên suốt ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và tương lai, chứ không phải chỉ có trong trước mắt này đâu. Có khi chúng ta kiếp này ta sống tốt, nhưng mà ta vẫn làm sao, ta vẫn bị lận đận, là vì cái quả của kiếp trước ta sống chưa tốt, bây giờ nó mới trổ ra. Bây giờ những cái gì ta sống tốt giờ thì cuối đời này ta sẽ hưởng, hoặc sang kiếp sau ta sẽ được hưởng. Đấy là chu trình của nhân quả nhé. Vậy thì ở trên đời này, trong dòng sống của chúng ta chỉ có hiện hành của nhân quả nghiệp báo thôi. Không có cái gì là sao chiếu xấu hay tốt cả. Nghe không? Cái đấy nó chỉ là những cái do ý thức chúng ta xây dựng lên. Chúng ta có thể đặt ra, đặt ra thế này, đặt ra thế kia nhé, chứ không có cái sao chi phối. Vậy thì bây giờ để chúng ta chuyển họa, chuyển tai nạn bằng cách nào? Phật dạy lại phải tu thôi. Phải tu gieo những nhân mới, nhân lành thiện mới, thì nó sẽ chuyển hóa cái quả báo của mình đi. Ví dụ sang năm là mình năm 3, thì năm nay là mình năm 2, là mình phải tu tích cực vào, làm phước nhiều vào, bố thí vào, phóng sinh vào, công đức cúng dường, rồi là dạy dỗ anh chị em hướng theo cái điều tốt, là mình tích được cái phúc báo. Cái phúc báo ấy thì đến khi mà cái quả của mình sang năm 53 nó trổ ra thì cái phúc này nó che chở cho, nó tráng trải đi. Đấy, thế là mình chuyển họa. Thế cho nên anh chị em thấy có rất nhiều người đúng cái năm gọi là vận hạn thì người ta lại thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Nghe không? Đấy. Thế tại sao? Là vì người đó đã biết tu dưỡng rồi, người ta tích được cái phúc trước đó rồi. Thế còn mình mà không biết tu dưỡng thì đúng năm vận hạn ấy là cái quả nó trổ luôn đấy, là mình phải gánh hạn. Nhá. Thế thì ở đây thầy nói tại sao dương sao giải hạn ấy. Vừa rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng đã có cái văn bản cho các chùa trong cái việc này, để chấn chỉnh cái việc này. Nó không đúng tinh thần Phật giáo. Chúng ta cứ nghĩ đi cắt sao rồi cắt hạn, giải hạn là hết, không tu dưỡng gì cả. Không có. Đây thầy nói là ở Mỹ họ có dâng sao giải hạn đâu. Phải không? Mỹ có dâng sao giải hạn đâu.
Thế nhưng mà tai nạn giao thông của nó rất thấp. Thế dân mình thì thầy nói thật đấy, như là vừa nãy bạn này nói đấy, đầu năm thì dân mình đi dâng giao giải hạn rất nhiều, nhưng mà tai nạn giao thông này vẫn nhiều thế. Đi thì không tuân thủ luật, uống rượu say bét nhè ra vẫn leo lên xe, và rồi lạng lách đánh võng đua xe đủ thứ, thì tai nạn nó phải xảy ra. Đó. Ở đây thầy nói thật, đấy, anh chị em cứ ngẫm mà xem, mình đã từng dâng sao giải hạn rồi mà xem hạn nó có xảy ra, vẫn xảy ra. Thế vào bảo nếu mà dâng sao giải hạn được thì thôi, chiến sĩ ra trận dâng sao giải hạn chết, không ai chết cả. Giải hết đi. Cái hạn này hạn mất mạng là nặng lắm thì giải luôn đi. Có giải được không? Đấy, chúng ta thấy ngay là không thể giải được. À, thôi cái nó gọi là một cái lễ làm cho mình yên tâm thôi, nhưng thực ra về bản chất nó không đúng sự thật. Cho nên thầy nói là anh chị em chúng ta không cần thiết đi dâng sao giải hạn. Nhá. Đấy, mỗi trung tâm spa cũng sẽ là một cái chỗ tuyên truyền giúp thầy cho các khách hàng, đấy là anh chị không phải đi dâng sao giải hạn đâu. Đẹp xấu ở mình hết đấy. Hay giờ tốt xấu ở mình hết mà ra. À, mình muốn giải hạn mình phải tu tâm tích đức, tích phúc báu thì sẽ chuyển được họa. Phúc nó chuyển được họa chứ chả có cái gì chuyển được họa cả. Đấy, chỉ có phúc thôi thì phải làm phúc. Có phúc thì mới chuyển được họa. Đấy, chứ không phải làm cái lễ mà cắt sao cắt hạn cái là hết hạn, không có chuyện đấy. Đấy là sự thật nha. Đấy thì thôi thì hôm nay thì anh em chị em trong ngành làm đẹp hiểu cho thầy chỗ này, để mình nhà Phật gọi là chính kiến. Đây là chính kiến của đạo Phật, nhìn đúng đắn. Tốt xấu hay dở ở mình mà ra hết. Không phải ngôi sao nào chiếu vào, không phải do ai quyết định số phận của mình mà do chính mình. Mình là chủ nhân của số phận của mình nha. Rồi. Vâng ạ, bạch thầy ạ, mặc dù rất là muộn rồi nhưng mà con cũng xin phép được hỏi thầy, xin phép mà tất cả các anh chị em trong ngành, con là Hải Anh, Phạm Thị Hải Anh ạ, con cũng làm ngành làm đẹp. Bản thân con thì luôn luôn cố gắng để tu cũng như là nhẫn nhịn, và mọi vấn đề trong ngành thì con cũng không có vấn đề gì để con phải hỏi ạ. Nhưng mà con có một việc cá nhân ạ, muốn xin phép thầy để hỏi cho một người khác, không phải hỏi cho con ạ. Vâng ạ, con rất là băn khoăn. Đây là một trường hợp của một gia đình, là cũng là người thân của con thôi ạ. Thực ra là cũng rất là nhiều thầy và cũng đi đến rất là nhiều chùa, và để xin để thầy tư vấn để một giải được một lỗi lòng cũng như một lỗi lo cho một gia đình, một gọi là trùng tang đó thầy. Vâng ạ, mẹ chồng mất, chồng mất, mẹ chồng mất, rồi đến em chồng mất trong vòng chưa đầy một năm. Vâng ạ, sau đó thì sau khi người em chồng đó mất thì vô tình lại có một người nhìn vào mặt bạn đó và hỏi là bạn còn một người con trai duy nhất, và hãy làm thế nào đó hoặc di chuyển người con trai đó đi chỗ khác, không có thì cũng sẽ không còn người con trai đó nữa. Thì đây là một nỗi lo, và gia đình cũng đã gửi lên chùa, gọi là chùa Hàm Long đó ạ. Thế bạch thầy, bây giờ thì cái tang đó chưa qua vận hạn 3 năm ạ. Thì mong thầy cũng giúp cho cái nỗi lo của gia đình, và để giúp bạn đó có một cái an trong nghề cũng như là trong cuộc sống vui vẻ hơn ạ. Cảm ơn thầy. Cô Hải Anh hỏi cái câu hỏi cho người bạn về cái chuyện gọi là trùng tang. Đúng là nhà mà chết liền tù tì như thế, nghe không? Chồng chết, mẹ chồng chết, em chồng nữa hả? Giờ bây giờ lại còn dự báo là đến con nữa, thì đúng là người ta gọi là trùng đấy. Thế nhưng mà cái chuyện mà trùng á, thầy Thái Minh đã có hẳn một cái video clip nói về cái chuyện trùng tang trong cái đĩa Phật gọi là Ánh Sáng Phật Pháp ấy. Thì thầy nói thế này, cái chuyện mà chết liền tù tì như thế là có, mà không có khi có những trường hợp không phải ba người, có khi 7 người. Thầy đã gặp những hoàn cảnh, những gia đình như vậy rồi, gọi là chết liền, rất là gần nhau. Ở ngoài đời gọi là trùng tang. Thế thì vào người ta đồ đoán cái chuyện trùng tang này là có ông thần trùng, quỷ trùng về bắt. Một là cái thần trùng quỷ trùng đấy
được diêm sứ sai về bắt người thân nhà mình, người này chết rồi về bắt tiếp người nữa, bắt tiếp người nữa. Hai ấy, là diêm sứ bắt cái vị quỷ trùng thần trùng này, bắt cái người chết nhà mình đấy, dẫn về nhà để bắt con, bắt cháu, bắt thân nhân. Hai chuyện như vậy. Thế thì ở đây Thầy khẳng định luôn để cho anh chị em chúng ta rõ, đối với đạo Phật thì không có cái ông thần trùng quỷ trùng như vậy. Wow. Và không phải vô cớ mà được phép bắt mạng người ta, cướp mạng sống của người ta, không có chuyện đấy. Không có thần trùng quỷ trùng như vậy. Nhưng đối với đạo Phật, sinh và tử là do nghiệp, và sinh do nghiệp, tử cũng do nghiệp. Vừa nãy Thầy nói chúng ta sinh ra là con ai, xấu đẹp thế nào là do nghiệp quy định. Chết cũng là do nghiệp quy định. Nó sẽ nói người này chết ngày nào, giờ nào, nghiệp nó quy định. Chết trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào là nghiệp nó quy định hết. Nha. Thế thì như vậy ở đây nó gọi là có cái nghiệp trùng. Trong gia đình có nghiệp trùng. Thế thôi. Nghiệp trùng tức là nghiệp nó giống nhau, trùng nhau. Thầy kể cho anh chị em nghe một câu chuyện trong Kinh Phật kể này. Có năm thầy sư từ nước ngoài đi về để thăm Phật. Thế thì khi năm thầy đi qua cái làng này, vào cái làng này thì dân làng ta mời cơm các ngài ăn uống rất đầy đủ. Xong rồi thì các ngài xin nghỉ. Thì dân làng bảo là ở đây có cái động rất là mát, hang động rất mát, mời các thầy vào đấy nghỉ. Thế thì các thầy vào trong cái động ấy, nghỉ ở trong đấy để qua đêm, để hôm sau đi tiếp về thăm Phật, thăm Đức Phật Thích Ca. Thế thì ngủ đến nửa đêm thì tự nhiên một cái cơn động đất nó làm lăn một cái tảng đá rất lớn từ trên núi lăn xuống và bịt đúng cái cửa hang, cửa động. Thì năm thầy này ra tìm cách để cậy, không cậy được. Thế dân làng hôm sau họ ra cũng nhìn thấy cái cửa hang bị bịt, họ biết là năm thầy bị nằm trong này rồi. Họ cũng dùng mọi biện pháp để cậy, không cậy được, tảng đá lớn quá, chịu chết. Dân làng không biết làm đâu. Năm thầy cũng chịu chết, ở trong đấy nó chịu rồi. Thế là năm thầy chấp nhận chết, tôi vắt chân ngồi thiền trong hang, đợi chết. Thế thì hết 7 ngày thì tự nhiên cũng lại một cái trận động đất, động một cái thế hòn đá lại lăn đi. Thế là năm thầy này gọi là mặt xanh da vàng hết tất cả rồi, nghe không? Là đi ra 7 ngày nhìn đói ở trong hang, cũng may là trong hang thì nó không bị khát nước nhiều, vẫn còn sống được. Ra dân làng họ mừng lắm, mừng họ đón các thầy lại tẩm bồi dưỡng các thầy, ăn uống xong rồi thì các thầy lại lên đường để về gặp Đức Phật. Thế khi mà về đến nơi, đến tinh xá của Phật rồi ấy, thì Đức Phật mới hỏi, thế các ông đi đường có bình an không? Thế mấy thầy còn lạy, con lạy Đức Phật, chứ còn chúng con suýt chết. Thế Phật bảo, ta biết, ta biết. Thế thì các thầy bảo, xin thầy, xin thể Phật nói nhân duyên làm sao chúng con bị cái hoạn nạn đấy. Thế Phật bảo, các ông ngồi xuống đây ta kể cho nghe. Trong kiếp trước ấy, năm ông là năm đứa trẻ chăn trâu. Cái bữa ấy đi chăn trâu ngoài cánh đồng ấy, thả trâu nó ăn cỏ, rồi năm ông đi chơi, bắt dế chơi, thì nhìn thấy một con rắn thằn lằn. Thấy con rắn thằn lằn, thế mấy năm anh em đuổi nó chui một cái hang. Không bắt được nó, tức quá, thế là mấy anh em lấy đất, lấy đá, bịt cửa hang nó để cho nó chết. Nghe không? Thế bịt cửa hang xong rồi thì dắt trâu về. Dắt trâu về một tuần sau lại chăn trâu ở chỗ đấy, mới nhớ bảo tuần trước mình bịt con rắn này không biết nó chết chưa. Bây giờ mình lấy que lấy cậy, đậy gậy cậy ra xem là nó chết chưa. Thế thì khi cậy đá ra thì con rắn nó vẫn sống. Nó coi lò dò nó chui ra, nó cũng thấy con cũng xanh rớt ra hết rồi. Thế thì mấy cậu này lúc ấy lại thương mà, ôi thôi thôi cũng tội nghiệp nó không chết, thôi cho nó sống, thả cho nó sống. Đã, thế thì Phật nói là do cái ác nghiệp kiếp trước mà hãm hại cái con rắn như thế, bắt nó hang nhốt nó. Cho nên bây giờ các ông bị quả báo, cả năm ông cùng bị cái quả báo, bị giam trong hang đúng 7 ngày như thế. Còn nếu mà con rắn đấy nó chết là các ông bị chết đấy. Là các ông không cứu được đâu. Đây là ác nghiệp. Năm anh em cùng làm cái nghiệp này, cho nên giờ cùng chịu cái quả báo này. Vậy thì từ đây nói là một gia đình mà có những người chết liền liền nhau như thế, thì chứng tỏ gia đình đấy đã từng tạo những cái nghiệp. Những cái người đấy đã từng tạo những cái nghiệp, và nghiệp ấy nó trổ cái quả mất mạng liền nhau.
không phải có ông thần trùng quỷ trùng về bắt người nhà mình nhé. Vậy bây giờ thì để cứu cái hạn chết trùng này thì gia đình phải làm sao? Gia đình phải tu. Bây giờ thì chị Thanh Hải về sẽ nói với gia đình ấy, Hải Anh nói gia đình là về chùa làm lễ quy y Tam Bảo cho thầy. Cả nhà về đi quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo xong thì phước báo nó tăng trưởng lên. Có phước báo tăng trưởng nó đã che chở cho mình được rồi. Sau đó phát tâm làm phước tu tập nha. Thầy đã giải quyết cái chuyện này rất nhiều gia đình. Mặc dù đi thầy bói bảo là sau đây còn chết mấy người nữa, nhưng khi về chùa quy xong thầy hướng dẫn tu tập chả ai chết nữa cả, bình an nhá. Đấy thì chị nói gia đình nên về chùa làm lễ quy Tam Bảo, có pháp danh giống như anh bạn vừa rồi đấy, nghe không? Quy Tam Bảo xong rồi thầy hướng dẫn tu tập nhá, làm phước, biết tụng kinh, biết sám hối nhá, biết phóng sinh, biết cúng dường, chuyển nhá, chuyển không có bị chết trùng nữa nhá, chứ không có ông ma quỷ thần trùng nào về bắt cả đâu. Đừng nghe mấy cái ông thầy bói ông phán, đi mấy đến mấy đền mấy phủ người ta phán là hết vía đấy. Hôm đó có một gia đình ở Thanh Hóa, anh chị này thì quê gốc Thanh Hóa, còn vợ chồng thì công tác Hà Nội, thì có cô cháu dâu không biết đâu đi xem một cô thầy bói, ở đây thầy nói thật là đi xem một cô đồng. Thế thì vị này mới bảo là bát hương nhà mày á, ở tổ nhà mày ấy, nhà tổ mày ấy là trong đấy có quỷ, cho nên bây giờ mày phải về mình móc lên và vứt cái cốt bát hương đi, không là nhà mày loạn hết lên. Thế này cô cháu dâu này sợ quá về, thế là mùng mấy Tết này này chả xin phép cô cậu chú bác gì cả, tự về là móc bát hương ra vứt đi. Thế thì vợ của cái chú này ở Hà Nội mới biết chuyện, mới trách móc nó, tại sao mày là cháu dâu mà lại tự ý làm cái chuyện đấy, không xin phép các cô các bác gì cả, các cậu gì cả, lộn xộn mà đầu xuân năm mới mà đi móc bát hương vứt thế, mắng nó. Thế nó sợ quá nó lại vào gặp cô thầy bói đấy, cô đồng đấy. Thế là cô đồng là phán luôn, mà coi như là ta sẽ làm nhà này ấy, ngày 24 vừa rồi đấy nhá, là thằng chồng nó chết, hai ngày sau con vợ nó chết, hai ngày sau nữa hai đứa con chết tiếp, dọa nói thế. Thế là cô chú này ở ngoài hết vía luôn, sợ lo quá lo. Thế là hôm rồi phải ra chùa thầy, ra thì bạch thầy cho quy, chắc đến hôm nay vẫn chưa ai chết cả, hôm nay là hai mấy rồi, 24 rồi đấy, chắc hôm nay chưa ai. Đấy dọa thế đấy, làm cho người ta hết vía luôn, cả nhà người ta lo lắng không dám đi đâu, không dám làm ăn gì, sợ. Nói như thế. Cho nên thầy nói nhá, anh chị em cũng thế, hạn chế đi xem bói nha, xem linh xem tinh đến mệt lắm. Xem bói không giải quyết được vấn đề gì nha. Chúng ta thì cứ muốn biết trước mình thế nào, nhưng thầy bói nói thế thôi, nhưng họ không có cách để cho mình tu tập để chuyển được cái nghiệp quả của mình đâu. Nhiều khi mà nó còn dọa. Đấy, có một cô bé ở Sài Gòn thế, đi xem cậu thầy bói, cô bé này 22 tuổi, cậu thầy bói 24 tuổi. Xem xong cậu thầy bói phán luôn, mày á, 7 kiếp trước là vợ tao, cho nên bây giờ mà cô bé này đang có người yêu, nó đi xem bói xem nó với người yêu đến với nhau được không. Thì cái cậu thầy bói phán luôn, mày vì kiếp trước là vợ tao, bây giờ cho nên mày phải hiến thân cho tao, xong mới được lấy chồng, thì mới được yên ổn, thì mới vợ chồng mới gọi là bền vững được. Ôi dồi, thì nó là hết vía luôn, nó sợ quá lắm, điện cho thầy. Thầy bảo thôi con đến gặp cái cậu thầy bói, con nói con ghi âm lại, con chụp hình hết lại, đưa công an xử lý. Ở trong Sài Gòn á. Thế mà chắc nó xử lý cái vụ đấy rồi. Tệ vậy đấy. Cho nên anh chị em là đi xem bói đó, người ta gọi là có tiền thì giữ bo bo, mà đem cho thầy bói rước lo vào mình, không nên xem cái linh tinh đấy nhá. Tin theo Phật này, tu tập theo lời Phật dạy, nó sẽ chuyển hóa cho mình, nghe không? Nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, nạn nặng thành nạn nhẹ, nghe không? Chứ không có cái gì khác, không có ngoài tu tập mà đòi mình hết hạn hết nạn được đâu nha. Thì nói với gia đình để giúp thầy nhé, Hải Anh nhé. Rồi
Dạ vâng ạ, bạch thầy ạ, con xin phép thầy ạ. Kính thưa thầy, con cũng là được quy tại chùa Ba Vàng của thầy rồi ạ. Hiệu diệu của con là Hạnh Tâm ạ. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Và câu trả lời của thầy thì con cũng đã lĩnh hội, nhưng mà con muốn hỏi thêm một câu nữa cũng cho cái trường hợp này là khi con chứng kiến cả cái xóm đó với cũng một số như thầy cũng đã nói ạ, là do cái xóm đó là đất giữ, và khi tất cả những nam nhi sống ở đất đó rồi dần dần cũng ra đi ạ, thì con thấy là kể cả một bạn mới mua nhà về đấy chưa được một năm thì năm sau cũng mất ạ. Và ở đấy gần như còn một hai anh thì hơi bị không bình thường ạ. Đó, thế nên là gia đình của bạn con đã cũng rất là lo lắng và cũng đã xem gửi con trai đi ở chỗ khác, còn bản thân gia đình vẫn ở đất đó, thì xin thầy giải pháp cho chúng con ạ. Cảm ơn. Cái đấy đó đúng là cũng là nghiệp quả chung của cái làng đó, cái xóm đó nhé. Cái làng đó có những cái nghiệp quả chung phải về cái mảnh đất đấy. Và mảnh đất đấy nó có thể là có những cái quỷ dữ hoặc những cái vong linh nó ác là ở đấy. Thế cho nên để giải quyết cái chuyện của cả cái làng này thì phải cái ông trưởng làng đấy, hay là gọi là trưởng khu đấy, lãnh đạo lên đây bạch thầy, có thể làm một cái lễ để phá độ cho các vong linh ma quỷ ở cái đất đó. Nhưng mà tại sao cái làng ấy phải định cư cái đất đấy? Vì làng này có ác nghiệp phải định cư ở đấy. Thế bây giờ thì phải làm lễ để mà siêu độ những cái vong linh ác quỷ ở cái đất đấy là một. Thứ hai, cái làng đấy cũng nên đi quy Phật, tất cả đi quy Phật hết để chuyển hóa cái nghiệp của mình và tăng cái phước cho mình lên nhé. Thì Hải Anh nói với cái làng ấy giúp cho thầy nên như thế. Thầy cũng đã gặp những trường hợp như thế rồi nha. Bạch thầy, con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị Bích Lợi, hiện tại con đang là giám đốc của một học viện đào tạo nghề làm đẹp dance spa tại Hà Nội. Vâng, thì con cũng là một người đại diện trong ngành làm đẹp, và không phải chỉ làm dịch vụ mà còn làm đào tạo. Thì thông qua rất nhiều những cái khóa học mà con đào tạo cho các học viên về trong cái ngành nghề này, thì con cũng rất tâm niệm về cái điều là cái tâm trong nghề như thầy đã chia sẻ, và chúng con cũng ngộ ra được rất nhiều điều hơn nữa ạ. Tuy nhiên còn một điều con rất là trăn trở, và con cũng hay nói chuyện với các học viên của con, đó là trong nghề của chúng con thì đẹp thì là đẹp rồi, cái tâm cũng rất muốn đẹp, nhưng mà còn cái tính ạ, còn cái tính của mỗi con người ạ. Thì trong cuộc sống thì ngoài công việc ra thì chúng con cũng gặp rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn, và đôi khi những cái khó khăn trở ngại trong cuộc sống khiến cho chúng con rất dễ nổi giận. Ngành dịch vụ thì rất là phải nhẫn, phải nhịn với khách hàng để làm đẹp lòng khách hàng, vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi, và khách cảm thấy hài lòng, thoải mái trong tâm. Nhưng mà những cái sự giận dữ đấy thì không phải là tất cả ai cũng có thể là tự điều khiển được mình. Như cá nhân con thì con cũng hay nói chuyện với các học viên khi đến tham dự khóa học là cứ mỗi một khi đến chùa thì con rất hay dừng rất lâu ở Đức Thánh Hiền, và con nguyện xin một điều rằng là cho con được cái sự nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và cái sự nhẫn nhịn là nếu như gặp bất cứ cái vấn đề gì khó khăn hoặc gặp những cái trở ngại gì thì con có thể kìm chế được bản thân mình, con không nổi giận, không cáu, bởi vì là cứ mỗi một lần cáu giận thì sẽ khiến cho mình hành động và lời nói của mình sẽ bị sai lệch đi. Vậy thì bạch thầy, thầy có thể chia sẻ và có thể dạy dỗ cho chúng con biết được là chúng con sẽ có một cái cách gì đó mà tự trong tâm của mình có thể là chịu nhịn được những cái vấn đề nó tác động khiến cho mình dễ bị nổi cáu như thế. Con xin thay mặt tất cả chị em cảm ơn thầy ạ. Đại chúng nghe rõ câu hỏi của chị Bích Lợi chưa? Đấy, tức là cái vấn đề đúng là cái ngành của chúng ta thì đúng là phải lấy chữ nhẫn lên đầu đấy. Tiếp xúc với khách hàng đến với mình, người ta khách hàng gọi là thượng đế mà. Mình làm mình phải chiều người ta nhiều thứ lắm, thầy biết. Mà khách hàng người ta cũng nhiều khi khó tính lắm, người ta ẻ hoẹ nhiều vấn đề. Thế thì chúng ta đúng là phải lấy chữ nhẫn để làm đầu thật sự. Nên chị Lợi chỉ nói là đúng, phải nhẫn nhịn. Chúng ta biết chữ nhẫn thì nhà Phật cũng gọi là nhẫn nhất tự thiên kim mà. Một chữ nhẫn đáng giá nghìn vàng. Không nhẫn thì khó thành công được trong tất cả mọi lĩnh vực.
Cho nên các thầy đi tu cũng thế, cũng vẫn phải tu cái đức nhẫn ấy. Thế nên là chị lại muốn hỏi thầy cái kỹ thuật thực hành cái chữ nhẫn này thế nào trong nhà chùa, đúng không? Đây nhà chùa cái câu chuyện mà Quan Âm Thị Kính ấy, vào chúng ta thấy là Quan Âm Thị Kính nhẫn như thế nào, đúng không? Cực kỳ nhẫn. Và thầy cũng vẫn đem câu chuyện đấy ra để thầy chia sẻ với mọi người. Ở Việt Nam mình có một cái Bồ Tát mà nhẫn nhục là Thị Kính, rất là hay, cực kỳ hay. Thế thì thưa với đại chúng, đúng là không phải ai đứng trước những cái nghịch cảnh trái ý mình, mà khi mà cơ thể nó lại đang mệt mỏi, đang nhiều cái căng thẳng mà nhẫn được là cả vấn đề. Thế thì chúng ta biết ý, cái sân giận của chúng ta, cái bực bội chúng ta nó cũng có lý do. Nó giống như là cái bình ấy, và cứ đun mãi nó nóng lên thì nó phải bật vung ra, nó sôi nó phải bật vung ra, nó đủ duyên nó phải bật ra. Thế thì bây giờ cái kỹ thuật nhẫn nó là vấn đề là phải biết rút lửa này, phải biết làm sao cho nước nó mát đi, hoặc là chúng ta biết mở vung trước, ví dụ thế, thì nó không bục cái vung ra, y như cái nồi nước sôi vậy đấy. Thế thì nhà Phật, các thầy thì Đức Phật thì có cũng nhiều phương pháp lắm. Ví dụ như là phương pháp thực tập thiền định. Phải thực tập thiền định nó quen. Nhà thiền định của chúng ta tập quen, chúng ta thường xuyên nhìn, gọi là quản trị tâm của mình. Cái người mà thường xuyên theo dõi quản trị tâm mình ấy, thì người ấy dần dần sẽ khống chế quản trị được nó. Cái sân giận của chúng ta nó trái với cái nhẫn đấy. Trái với cái nhẫn là sân giận. Thì nó cũng như vậy. Nếu chúng ta không làm quen với tâm mình nhá, không làm quen với tâm mình thì chúng ta nhẫn là rất khó. Thế cho nên chúng ta phải tập làm quen với tâm mình. Nhìn lại tâm mình, nghe không? Thì cái nhìn lại tâm mình thì gọi là cái phương pháp thiền, là phương pháp rất tốt. Cho nên ở Nhật Bản thầy biết là rất nhiều các doanh nghiệp trước khi bây giờ làm việc đều cho cán bộ nhân viên ngồi thiền 15 phút hoặc nửa tiếng. Đấy. Thì chính cái giờ ngồi thiền đấy, thời gian ngồi thiền đấy là mình quay lại tâm mình, làm quen với tâm mình. Và khi ngồi thiền cũng rất nhiều cái cảm xúc nó dâng lên. Nhớ đến người này là mình bực, nhớ đến người kia là mình hận, ví dụ thế. Thì chính khi ngồi thiền những cảm xúc lên, chúng ta bắt đầu làm quen nó, xoa dịu nó. Thế khi ngồi thiền xong rồi ra ngoài thì nhờ cái năng lượng của ngồi thiền ấy, chúng ta còn dư năng lượng, thì ta đối duyên xúc cảnh mới ta vẫn có thể khống chế được. Thế cho nên là anh chị em trong cái ngành làm đẹp này cũng phải tu và biết quay lại tâm mình nhiều vào nhé. Thì tu thiền thì nó có nhiều phương pháp lắm. Ở đây thì một buổi này thầy không nói hết được. Và ví dụ như thiền sổ tức hay là tu pháp thiền tứ niệm xứ đấy, mình quán thân, quán cảm thọ, nó có nhiều cái, chỉ chúng ta nên tìm hiểu thêm về thiền nữa thì rất tốt nhé. Thế còn mà chưa biết thiền thì thôi tạm thời, ví dụ thế, gặp cảnh như thế thì ta phải hít thật sâu, rồi có thể ta nắm hai cái tay lại, nghe không? Và nhớ cho thầy lúc ấy đọc câu là nhịn là được, nhịn là khôn, nói là dại, nghe không? Lúc ấy nhịn là khôn, nói dại. Đây là cụ hòa thượng ân sư, sư phụ của thầy, hòa thượng Thích Thanh Từ đấy, cũng dạy đấy. Lúc vào cái cảnh chướng duyên ấy, nghịch cảnh ấy, thì thôi, lúc ấy mà chưa biết thiền, chưa biết gì thì thôi, nắm tay lại của nó thì nhịn là khôn, nói là dại. Nhịn là khôn, nói dại, rồi hít sâu vào, thở sâu vào, rồi đi bách bộ một tí. Và chúng ta có thể là tránh cái cảnh ấy đi. Đang cơn giận mà mình cứ xông vào là sẽ thành chuyện đấy. Ở đây mà không phải chỉ ở spa đâu, mà ở nhà cũng thế, với chồng với con cũng thế thôi. Thì nó là con người mà, con người ta thì ở đâu thì nó cũng thế cả, với khách hay là với chồng với con thế. Khi mà có chuyện thì nếu mà biết tu như các thầy thì nó đỡ, các thầy nhìn lại tâm thì nó lắng rất là nhanh. Còn cho anh chị em chưa biết tu thiền, chưa biết nhìn lại tâm mình, chưa quản trị tâm mình quen ấy, thì lúc ý phải có những cái biện pháp tức thời, tạm thời, nghe không? Nắm tay lại thôi, bực thì bặm môi lại, nhưng mà đừng cho thốt ra lời, rồi đi ra chỗ khác, ví dụ thế, ra chỗ khác đấy nha. Thì gọi là phương án tạm thời thôi, chứ còn thực sự để mà xử lý được cái này là phải học và phải tu đấy. Các thầy phải nói phải tu đấy, vậy cho nên các thầy phải đi tu đó. Không đi tu thì ở ngoài cũng sân si nha, nghe không? Nó vậy đó. Cho nên là thầy cũng nói là anh chị em trong ngành đẹp cũng nên dành thời gian
học Phật Pháp và tu tập đi. Nó cũng rất lợi ích cho mình rất nhiều. Và thực sự đó, cái người trong nghề làm đẹp mà biết Phật Pháp, Thầy nói là rất là hay. Và Thầy tin là cái spa ấy mà một vị chủ spa đấy mà biết Phật Pháp thì nó sẽ phát triển tốt. Người ta sẽ đến với mình rất nhiều. Đó, biết Phật Pháp là sẽ có lộc, có phước luôn đấy. Nha. Nha, thì tôi xin trả lời chị lại. Tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của cô Bích Lợi quả là một câu hỏi đại diện cho ngành làm đẹp Việt Nam. Con bạch thầy, cho phép con ít phút để cùng cô Bích Lợi chia sẻ một Phật tử cũng như Bích Lợi để đạt được cái hạnh nhẫn A Di Đà Phật. Bạch thầy, thưa cô Bích Lợi và cùng tất cả toàn thể hội viên của ngành của Liên hiệp Spa Thẩm mỹ Việt Nam. Thực ra qua quá trình tu học của một con người vừa đời vừa đạo, đối với con hôm nay con rất là hạnh phúc khi được cô Bích Lợi nêu ra một cái câu hỏi mà đã bấy lâu nay con mong muốn chia sẻ cái điều này cho những người xung quanh con cùng tu học giải thoát. Để làm được cái điều này, cô Lợi à, nó khó vô vàng, nhưng mình quyết tâm cũng dễ vô vàng. Điều đầu tiên, giống như thầy nói, chúng ta để đạt được đó, chúng ta cũng phải tu. Tu không phải là giống như quý thầy là xuất gia, cạo đầu rồi đi tu. Tu của mình là tu tại gia. Và để được cái hạnh tại gia đó, để tu được cái hạnh nhẫn đó, điều đầu tiên mình thực hiện tu tại gia là tại nhà mình đã. Có nghĩa sau khi mình đạt được cái đỉnh điểm mà mình nhẫn được với chồng mình nè, với con mình nè, mình tu học làm sao mà trong gia đình mình nó thay đổi hoàn toàn, đó là mình đạt được một điểm rồi. Sau cái điểm mà được tu học đó, mà để đạt được, vì sao cô Lợi có hỏi là kỹ năng và kỹ thuật làm sao để đạt đó. Con thưa thầy, con không dám mạo muội quá mà cho con chia sẻ giữa đồng đội, đồng nghiệp với nhau. Mình phải học và phải tu và phải cô Lợi có một cái hay là nãy là con đến cô Lợi đến chùa và nguyện với Đức Thánh Hiền. Còn tôi thì xin chia sẻ với cô Lợi như thế này. Tôi học được hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Người Bồ Tát có đại nguyện, đại hạnh, đại bi và 12 đại nguyện của Bồ Tát, và người là rất là từ bi, cho nên tôi cố gắng học cái hạnh nhẫn từ Ngài. Và tôi được đọc được nhiều kinh kịch của Đức Bổn Sư. Hạnh nhẫn là hạnh cao quý nhất trong tất cả các hạnh. Không phải là mình nhịn là mình thua, mà hạnh nhẫn là hạnh cao quý cao tất cả các quý. Nếu như tất cả các bạn ở đây đã và đang làm ngành làm đẹp, tôi khuyên nên học thêm hạnh nhẫn, thì các bạn thấy đẹp vô cùng, đẹp trừ trong trái tim mình thật sự. Đó là cái mà tôi chia sẻ thật sự. Mà để đạt được cái đó nữa, học từ đâu? Tôi chia sẻ luôn. Hằng ngày, hằng đêm nếu có thời gian sau thời tu học, tôi đứng trước mặt Bồ Tát nguyện: con kính lạy Bồ Tát Quan Âm, cho con xin học hạnh nhẫn từ Ngài, từ bi gia hộ cho con. Đừng trả lời những khi mà con nóng giận lên. Khi con nóng giận lên, cho phép con chỉ niệm được là Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, thì tự nhiên con trở lại bình thường. Đó là cho phép con chia sẻ cái kỹ thuật mà đến hôm nay con vẫn còn vận hành được và con vẫn đạt được từ trong gia đình đến ngoài xã hội. A Di Đà Phật, và cũng mong cô Lợi thực hành. Đại chúng hoan hỷ với cái chia sẻ của chị Hoa nha. Đấy cũng là một cách thực tập đấy, mà trong chùa các thầy cũng có dùng cái đấy, nghe không? Những cái phát nguyện, những cái quyết tâm của mình, nghe không? Rồi xin mời các cánh tay khác nào. Mời các bạn nào có hỏi một câu hỏi nào nữa không? Các ta bệnh dạ vì thầy, chúng ta không có thời gian nhiều đâu, mình còn